Cái này bác của Lôi mua cho Lôi. À bố ơi. Ơi. Bố với mẹ ngồi tí là ăn xong rồi là về nghỉ ngơi đi nha. Bà đâu về bán hết tháng rồi về được chứ? Không mà. Cái ni không bán hết ở offline thì con có thể bán online được. Bố mẹ không cần phải lo nha. À thế à. Dạ. Con cầm hơn 3.000 xe thôi là bạn thoải mái, bố mẹ không cần phải lo nhá. À, hơn 3.000 là hơn chứ. Linh chấp hết nha. Linh bán được nha bố mẹ ơi. À, xong bất xóa hỏi giấy này. Muốn bán cho hết nhanh để cho Linh nhận về cái. Linh nếu như mà về thì cũng chưa về được bởi vì là đang làm giấy tờ cho Lôi con nữa bố ạ. Đúng rồi, đang còn xin giấy tờ cho Lôi con với là bố Mati Lôi phải tầm 3 tháng cơ. À 3 tháng thì có chi ra tháng 3 hả con này? Cho nên là bây giờ mới vừa là gặp đại sứ quán vừa là xin đại sứ quán cho Lôi về luôn. À rồi, đi một công hai chuyến. Bởi vì để con về thì hơi khó mọi người ạ, chứ không phải giống như Lindo đâu. Lindo thì cũng khó nhưng mà dễ hơn là Lôi nha. Thế mọi người thông cảm nha. Thôi, bị la rồi. Hai bạn thì hết đi rồi mà về ăn Tết. Con nhà con hai một về. Chưa hề tháng, chưa hề. Nhà con chắc là ra năm mới về. Chào anh ạ, cảm ơn nha. Ok nha. Anh mua bánh mì nữa để đây. Đây. Bố bình thường là không thích ăn bánh mì đâu mọi người, hôm nay mới ăn đây. Chứ bình thường không ăn bánh mì đâu. Không thích ăn cái đồ ăn nhanh đâu. Uy tín nha mọi người này, trời, uy tín nhá, trời ơi, chỉ là cười thế rồi. Ngon thế. Không, đó là 5 voucher của xe thủ quỷ thôi mọi người nha. Còn đâu đó 5 voucher thôi. Cho mình điện thoại tí nữa. Thank you.